Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với Ship Thầu Epic. Hôm nay vào một kèo nhanh gọn các bạn nha. Tươi, đó chính là DLM Europe ha. Tương tự với kèo iDot share cái đây khoảng một tuần trước thì là một kèo tươi và rất là hot, hiện tại đang bay rất là cao. Chó trí tuệ nhân tạo đúng không? Kèo hôm nay thì thuộc AI People, con người trí tuệ nhân tạo nữa và chắc là người máy các bạn ha. Và kèo này cũng lem. Những người đủ điều kiện lem là những cái ví mà sở hữu những cái NFT, ví dụ như NFT của thằng AI People ở bảng alpha ha, hoặc là AI, đọc là AI đi các bạn cho nó nghe có vẻ nó sang sang tí ha, hoặc là NFT ở beta của thằng AI People. Còn không nữa thì các bạn sẽ những cái ví mà lúc trước hold cái NFT Odyssey của thằng Arbitrum á là sẽ đủ điều kiện luôn các bạn nha. Và đặc biệt cái NFT này thì trên kênh mình chắc là rất là nhiều bạn đã học cái NFT này đúng không? Ngày xưa đi săn kèo Europe ngay Arbitrum á, là hầu như ông nào cũng hốt cái NFT này hết. Thì các bạn có thể kiểm tra ví thử ha. Rồi thì ông nào có NFT ở bull nào thì lem bull đó, còn nếu mà có cả ba cái NFT thì lem cả ba bull và lem xong có thể giao dịch ngay ở trên thằng sàn Camelot. Tất nhiên ông nào muốn thì có thể hold các bạn nha, hold lại để nó đợi nó list mấy cái sàn tập trung, ví dụ như MSC thì đó thì tùy. Bây giờ tiến hành nè, link có đặt sẵn trong phần mô tả video, tiến hành kết nối ví và ở mạng Arbitrum. Tất nhiên sẽ cần một lượng gas nhất định các bạn nha, tầm cỡ 0.10 mấy đô thôi, không nhiều. Rồi sau khi kết nối ví thì các bạn truy cập vô cái mục đúng với cái pool của các bạn, đúng với cái pool mà các bạn sở hữu NFT á. Ví dụ tôi sở hữu cái hàng NFT Odyssey nè, khi kết nối tự động ví nó sẽ yêu cầu xác nhận các bạn nha và trừ ga luôn 0.18 đô, confirm thoải mái ha, không có sợ scam quýt gì đâu, đã chat rất là kỹ rồi và làm minh họa cho mọi người tham khảo luôn nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành bấm vô lem. Đây là số token mà mình sẽ lem được. Tất nhiên các bạn sẽ chọn các bạn lem cái gì, ví dụ như ở trên nó hiển thị cái NFT Odyssey của mình nè và số thứ tự của NFT ha, tích vào một cái và tiến hành lem thôi. Nhưng mà hiện tại đối với cái pool mà những bạn mà sở hữu cái NFT Odyssey á, nó chưa mở, nó sẽ mở vào ngày 27 tháng 4 các bạn nha. Ồ, countdown hả? Ồ, về hơn 28, 29 gì tháng 4 các bạn, nó theo thứ tự, có nghĩa là nó sợ bị nghẽn mạng. Những cái NFT nào mà số hiệu càng nhỏ á thì được càng được lem sớm, nó vậy thôi. Còn không thì chờ, số lượng là như nhau các bạn nha. Vấn đề là lem sớm lem muộn thôi. Ví dụ như kèo AIDOT trước đó, AIDOT gì? AIDOT. Thì những ông lem sau lại lợi thế hơn ha. Giá cao ngút ngất ngưỡng, giá nó bay. Còn mấy ông lem trước xả thì lại hơi bị tiếc kèo. Thì tương tự, kèo này giả sử mà giá nó giữ được vào khúc sau á, nó bay á, thì những ông lem sau sẽ được lợi thế hơn, nó vậy ha. Rồi còn trước mắt những bạn mà hold hàng alpha NFT nè hoặc là beta NFT của thằng AIDOT á, AI People á, thì tiến hành lem được ngay và có thể giao dịch ở trên sàn Camelot. Biểu đồ giá của nó thì hiện tại nếu mà đối với con số mà mình sở hữu nè ở bên cái hàng NFT Odyssey ha, như đây thì đổi ra chắc được khoảng 10 mấy đô các bạn, 10 mấy 20 đô gì đó đấy, thì kèo tươi ha, nhanh gọn. Còn ông nào muốn hold lại thì hold. Rồi thì video đơn giản như thôi, chủ yếu là thông báo cho mọi người thôi ha. Mọi thứ tất tần tật, đường link contract này kia có đặt sẵn trong phần mô tả video cho các bạn luôn. Kèo này không có scam quýt gì đâu, anh em yên tâm ha. Và đặc biệt những bạn mà nói chung là xác nhận quyền sở hữu trong vòng 7 ngày các bạn nha, kể từ ngày mà nó countdown á và điểm ngược kết thúc á, thì cộng thêm 7 ngày nữa, thời gian đó thì các bạn sẽ có thể lem. Còn nếu mà qua thời gian 7 ngày thì chương trình end ha, kết thúc. Và số token mà người ta không lem á, nó sẽ đem đi đốt chứ không có trả về cái tổng cung luôn nha, sẽ đem đi đốt. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Trong quá trình thao tác và gặp vấn đề gì nữa thì để lại comment các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Kèo tươi quá.